đa dạng hóa sinh kế là một trong những giải pháp được huyện Cờ Mang chú trọng triển khai thực hiện nhằm giúp các hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Trong những năm qua, huyện Cờ Bang đã huy động lồng ghép các nguồn vốn, nhất là từ chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và mới đây là chương trình Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để hỗ trợ sinh kế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thay đổi phương thức canh tác cho hộ nghèo, cận nghèo, nhất là trong vùng dân tộc thiểu số. Từng chương trình một thì chúng tôi đều chọn ở những vấn đề mà người dân đang cần thiết nhất, bức xúc nhất. Thế thì trong năm nay thì trong cái hợp phần hỗ trợ sản xuất thì chúng tôi coi như thế là tập trung cho mấy nhóm. Thứ nhất là coi như thế là đầu tư cho cái cánh đồng lúa nước của bà con nhân dân làng Đắc Giang 2. Cái thứ hai là hỗ trợ cho cái nhóm hộ nghèo, cận nghèo chăm sóc cái cây mía của làng Tờ Mật. Và cùng với đó thì các cái đối tượng ở trên toàn địa bàn thì được trong chương trình trong cái hỗ trợ. Và như thế là chăn nuôi thì chúng tôi tập trung cho cái phương án bò sinh sản và bò vỗ béo. Thế thì đến nay thì coi như thế là chúng tôi đã triển khai được các cái chương trình dự án đến với người dân. Nhà nước hỗ trợ giờ trước là hộ nghèo, rồi giờ là cũng họ hỗ trợ bò cũng hôm nay cũng phát triển tốt, còn đe rồi cả hai tháng là đe mà không gia đình hỗ trợ hộ nghèo. Giờ chuyển sang con nghèo thì họ cũng hỗ trợ thì cũng mừng lắm, giờ cũng thoát nghèo. Thì nói chung cũng trong nói chung làm nương thì trồng keo trồng rừng nói chung nên được khá. Theo thống kê trong giai đoạn 2021-2023, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Cờ Bang đã giảm từ 14,4% cuối năm 2021 xuống còn 11,26% vào cuối năm 2023. Riêng hộ nghèo trong vùng dân tộc thiểu số giảm 5,82% từ 26,7% xuống còn 20,88% hiện nay. Dù tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Cờ Bang đã giảm qua từng năm, song có thể thấy mức độ giảm nghèo còn chậm. Bình quân giai đoạn 2021-2023, mỗi năm chỉ giảm được gần 1,6% và hiện tỷ lệ hộ nghèo trong vùng dân tộc thiểu số còn chiếm trên 90% tổng số hộ nghèo toàn huyện. Do đó, huyện Cờ Bang đang tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh quá trình giảm nghèo ở địa phương, trong đó xác định công tác tuyên truyền, vận động, làm thay đổi nhận thức, ý thức tự vươn lên thoát nghèo của người dân là yếu tố then chốt để đẩy nhanh quá trình giảm nghèo mang tính bền vững. Ủy ban huyện cùng phối hợp với các cái mặt trận đoàn thể cũng như là chỉ đạo các xã để làm sao mà tuyên truyền vận động để nâng cao cái ý thức của người nghèo tự vươn lên thoát nghèo, đó là cái giải pháp mà theo tôi nghĩ là nó cần thiết và quan trọng. Giải pháp thứ hai nữa thì bằng các cái nguồn vốn sự nghiệp của năm 2022 cũng như 2023 thì đã xây dựng được nhiều cái mô hình mà hỗ trợ phát triển sản xuất cũng như là đa dạng hóa sinh kế để tạo cho họ có cái việc làm ổn định rồi cái thu nhập từ các cái mô hình đó. Giải pháp thứ ba nữa thì huyện cũng đã phòng lao động cũng đã tham mưu cho ban huyện để tổ chức các cái phiên giao dịch việc làm để kết nối giữa người lao động với các cái doanh nghiệp mà có cái tuyển dụng lao động để làm sao mà ký được hợp đồng lao động và có cái thu nhập ổn định cho người lao động. Cùng với đó, huyện Cờ Bang cũng đang tập trung đẩy mạnh và nhân rộng các mô hình về thay đổi nếp nghĩ cách làm để đẩy nhanh quá trình giảm nghèo trong vùng dân tộc thiểu số, qua đó góp phần quan trọng đẩy mạnh công tác giảm nghèo ở địa phương mang tính bền vững.